Một nam hành khách 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại Long An vừa bị cơ quan hải quan bắt giữ và tiến hành điều tra với cáo buộc vận chuyển trái phép vũ khí. Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan hải quan đã phát hiện lô hàng vũ khí gồm 3 khẩu súng ngắn, 2 con dao găm và một cái còng số 8 được cất giấu trong hành lý cá nhân của hành khách VTG sinh năm 1970 trên chuyến bay NH833 từ Mỹ quá cảnh qua Tokyo về Việt Nam. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra làm rõ mục đích mua sử dụng số vũ khí trên, đặc biệt là làm rõ hành khách này có tham gia tổ chức nào trong và ngoài nước hay không.